Rồi, xin chào tất cả mấy anh em nha. Hôm nay em vừa siêu tặng được một em Isuzu 155. Xe này đẹp như xe thùng luôn mấy anh em. Này còn thiếu cái thùng nữa là hoàng mỹ nha. À, con này mấy anh em, nó bên cơ, số cơ nè. Đời con này á cực kỳ bền luôn nha mấy anh em. Cực kỳ khỏe, cực kỳ bền luôn. Con này mạnh lắm nha. Mini chứ con này rất là khỏe luôn. Mà nó bền nữa anh em, động cơ 3 máy. Đẹp gần như mới luôn. Nó một chi tiết cho mấy anh em cảm nhận nha. Thấy mà, ốc ác còn chấm sơn nữa mấy anh em, thấy không? Bảy màu hết luôn nè. Nè. Nhìn biết nó mới cỡ nào à. Tình trạng con này là zin nguyên bản từ ốc ác này kia hết trơn nha mấy anh em. Chưa có lậu đụng đậy gì hết luôn nha. Con này được cái nó về nguyên con về nè mấy anh em, không có tháo gáp gì luôn, không? Bởi vì nó không có mắc đồ. Đuôi 1m2 nè mấy anh em, thấy không? Đuôi mới đẹp cỡ này nè, bù lon của nó nè mấy anh em. Mới chắc, thường là bộ lông đánh đầu nó cũng bị, thường nó cũng bị xét nè, tại nó thấp đến nước cũng xét, mà con này mới gì nè. Vỏ thì tuyệt vời rồi, vỏ sau cũng vậy ha. Vỏ sau thì 8-18 nè. Trong dèo nó cũng nè, đẹp cực kỳ. Còn nước sơn zin nữa nè, bỗng ghê không, kiến zin theo xe nè, kiến zin nóc luôn. Cái bô này chưa xét luôn anh em, thui luôn. Máy nó còn đẹp nữa nha mấy anh em. Dở cái máy cho mấy anh em xem nha. Dở máy mấy anh em tháo cái này ra. Đó, vẫn ghê không? Dở cho mấy anh xem. Cái này còn bảy màu hết luôn anh em. Đó, chỉ mình xem em chỉ không, nó còn cái keo vàng đó anh em, nó phủ để bảo vệ nữa, không? Còn cái keo vàng đó nè, nhìn mới cỡ nào không, động cơ 3 máy nữa nè, đây 3 ống bếp nè, đây 1, 2, 3 anh em nhìn không, này mà nó còn vàng nữa anh em. Đó, demo nè, demo sạc nè, cổ bô mấy anh em nhìn cái là biết rồi. Nó mới cỡ nào à. Bình nó zin theo xe luôn mấy anh em, đem về nó còn dính xe vô luôn nè mấy anh em, là thích để nguyên vậy luôn anh em xài luôn. Đó, về cầu trước nữa nè, rất là đẹp. Đó, con này cũng phải nói rất là đẹp luôn. Đó, em thấy cầu không, đẹp tuyệt vời luôn. Dưới sàn anh em thấy không, còn bảy màu hết luôn. Con này chạy rất ít giờ nữa anh em, ốc ác bên đây nữa anh em thấy không, không có chê rồi đâu được không? Những cái chi tiết này nó còn không, còn mới chắc hết. Bảy màu, chỗ nào cũng bảy màu hết. Những ốc bắt vàng anh em thấy không đó, không có dấu luôn anh em. Thường cái xe đóng về phải tháo hết con này, đóng để nguyên con luôn anh em. Chiếc này còn có cái thùng nữa, đưa vô là đẹp luôn. Động cơ chạy rất là êm ái anh em, thường động cơ nổ thì thầm anh em. Bảy màu hết luôn chỗ này coi nè, chi tiết không có chỗ nào mà xấu được anh em. Anh em nhìn xe ha, những cái chi tiết này anh em cảm nhận được biết con xe nó đẹp như thế nào đó anh em. Tuyệt vời. Đổi cái màu anh em xem. Con này mấy anh em mua về chạy rất là ngon mấy anh em. Ít có hư vặt lắm. Đời này cũng cực kỳ bền.
mấy dòng mà mấy thằng châu Âu nó hay xăng mấy xe này nó đóng vào bển phải không? Con này số của nó mà nè. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đây hai số nè, hai số là tám số. Đây chậm lạ trời, thằng chậm lẹ đây đó nè. Đây là cài cầu nha, cắt cầu. Đi sai đây. Đi sai. Này ba số xới. DTO. Đẹp lắm anh em, quá đẹp. Tờ lái này giờ cũng rất là nhẹ luôn á anh em, nhẹ lắm nha. Ủa, má mạnh ghê, rất là nhẹ nhàng luôn anh em. Số gô vô nó là cực kỳ êm luôn á anh em nè, không nhẹ thôi, nó vô qua rất êm luôn, như xe hơi mình vậy á. Số mà vô rất là êm luôn. Yeah. Tay lái này chẳng khác nào cho lực đó nè. Anh em khi mà chạy nó nhẹ lắm. Em đi chậm á. Rất êm không? Giờ xới cực kỳ êm lắm em. Chạy không nghe gào luôn à. Nè em coi sao đích nè. Mới ghê lắm. Không. Mini mà anh em cần cho lực kia anh em nè. Biết cách sử dụng nó cũng như trợ lực thôi anh em. Chạy đâu thử ra nó lẹ không,
cả cái cần chạy ngâm đi xuống, đẻ này xuống hết luôn. Ừ. Lẹ ghê. Được được. Anh em có farm hay có khu vườn nhỏ nhỏ mấy anh em mua con này về là nó cháy bụi chết luôn. Rồi được chứ anh em. Tắt máy mà anh em. Rồi nhưng mấy anh em nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại của em nha. Số điện thoại em là 0937 892345. Và con này em báo giá luôn nha. Đó, con này là 55 triệu nha mấy anh em. Đó, tiền nào của nấy nha mấy anh em. Xe đẹp xe xấu trên lệch tất nhiên nữa 50 triệu là chuyện bình thường mấy anh em không? Em mà có ở xa thì nhớ xem video cho kỹ ha. Em có ship mọi miền tổ quốc luôn nha mấy anh em. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với em sớm với em ha. Xe đẹp mà thường là đi lẹ lắm mấy anh em. Rồi mấy anh em nào có ghé qua kênh em mà cho em xin một like nha mấy anh em. Một lượt đăng ký nữa nha. Rồi em cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Bye bye.